vẫn sẽ có thêm cho mình đó cái công cụ mở giao tranh, và chưa kể đó gia tăng thêm khả năng chống chịu dành cho cái sự lựa chọn cuối của anh phía ông Sir Redford. Nhưng mà cái áp lực đi đường để có thể cộng hưởng cùng với lại Kalista ở những cấp độ đầu tiên thì cảm giác không có cao cho lắm để có cách xử lý đến từ Jihu ở cái kèo chất ứng Kalista những cấp độ đầu tiên như thế nào. Một ván thi đấu mà chúng ta đang thấy rằng cũng không có quá nhiều điều bất ngờ so với lại meta thời điểm hiện tại, vẫn sẽ là một cái đội hình hai xạ thủ đến từ cho cả hai phía mà thôi. Những chất tướng đã rất là quen thuộc ở trong meta hiện tại và không có ý định thử nghiệm quá nhiều những con bài mới ở tại vòng đấu cuối cùng tại lượt đi này. Gen Z quyết định lựa chọn một đội hình nó cũng rất là chuẩn chỉ, xuất hiện rất là nhiều trong meta để có thể hướng tới một chiến thắng gọn gàng trước Noxy Redford. Đỏ tay đối với lại Gen Z ở thời điểm này cảm giác như là một cái bài toán thử thách khó nhất rồi, một bài toán thi cấp quốc gia rồi, để coi đội hình đến từ bên phía của Noxy Redford với những cái nhân tố trẻ của mình sẽ đối đầu cùng với lại những tay to như là Chovy và King như thế nào trong ván thi đấu này. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi cho một ít phút để cho ván thi đấu đầu tiên đang được sẵn sàng. Ván đấu đầu tiên trong kèo đấu BO3 giữa nhà đương kim vô địch Gen Z và NoSim đã chính thức bắt đầu. Đây là vòng đấu cuối cùng tại lượt đi của cả hai đội tuyển, với bối cảnh là Gen Z vẫn chưa để thua bất kỳ một ván đấu nào sau 8 trận đấu vừa qua. Trong khi đó NoSim đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 9 với chỉ 2 điểm có được. Chúng ta đang thấy một cái sự chủ động đến từ bên phía của Gen Z bằng một cái máy quét được xuất hiện trên người của Lehen. Liệu rằng có một con mắt nào được cắm ra hay không đây? Alista của Google cũng đang sở hữu cho mình đó máy quét. Đó là lý do anh ta không cắm bất kỳ một con mắt nào cả. Vẫn chưa có dấu hiệu để lộ bất kỳ một cái lượng kinh nghiệm nào bị mất đi đến từ cho cái phía đường giữa cũng có một vài những tình huống va chạm, và kèo thi đấu này thì cho Vi sẽ có khả năng phục đến từ cái bước chân thần tốc. Còn trong khi đó thì bối cảnh khu vực dưới một thế rất chủ động dành cho Pay và Lehen, và họ sẽ quyết định băng trụ ở thời điểm cấp độ 3. Băng trụ một Alista chưa bao giờ là dễ dàng. Để xem họ chọn mục tiêu tấn công sẽ là ai đây. Họ chọn mục tiêu tấn công đó chính là Jihu. Jihu mất hai phép bổ trợ tốc biến và thanh tẩy, liệu rằng anh ta có sống nổi hay không đây? Anh ta không sống nổi rồi. Người có chiến công đầu đó là Alista của Google với tình huống lên bảng trước đấy từ Lehen. Nhưng kể cả là mất chiến công đầu, Gen Z vẫn tỏ ra rất lời với tình huống băng trụ mà rõ ràng là Jihu mới chỉ có được 6 chỉ số pha mà thôi. Cua dưới đang được chờ sẵn tới từ Silvi. Anh ta chủ động tấn công vào người của Cannon, kích hoạt thành công nội tại tới từ Brand. Nhưng liệu rằng lượng sát thương của anh ta nó có đủ hay không? Cannon có tốc biến, có trừng phạt, và anh ta là người có cua. Sau đó thì anh ta tiếp tục bị bắt choáng bởi vị trí của Silvi. Từ nhà đến trường quay ngược trở lại đến từ Cannon, và anh ta tốc biến thoát đi đối với khoảng chừng hơn 100 máu còn lại. Một tình huống thi đấu cũng có ý đồ đến từ bên phía của CV, nhưng mà bởi vì anh ta đã sử dụng cái phép hỗ trợ trừng phạt của mình ở cánh trên rồi, nên pha thi đấu đó cua gần như sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Cannon. Và ý đồ của bên phía Genji vẫn đang được thực hiện một cách rất thành công ở khu vực dưới. Thiên định kiếm của Lehen dậm nhẹ tên lửa gắn bọc thuốc súng CV nằm, và mạng được nhường lại dành cho Tristana của Chovy với hai bùa. Đây là một tình huống di chuyển rất đột biến tới từ Lehen lên khu vực cánh trên, và CV đã thiếu tỉnh táo. Tốc biến còn nhưng dính thì để kiếm thì anh ta cũng chẳng có góc nào để tốc biến bỏ chạy cả. Và cả khả năng đẩy đường khu đường giữa có lẽ cũng sẽ thuộc về cho Chovy mà thôi. Tận dụng khả năng đẩy đường tốt ở cánh dưới bản đồ đến từ hai khu vực đường của mình, Cannon ngay lập tức di chuyển vào để kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên mà thôi. Và rõ ràng là bên phía của NoSim với thế lính bị đẩy ở các khu vực đường cánh dưới như vậy, họ sẽ không có cách nào để có thể cạnh tranh con rồng nguyên tố này cả. Ôi, thậm chí là con cóc. Con cóc của CV cũng đã bị cướp bởi một tình huống phát bắn thần bí của Pay. Khó chịu vô cùng với những tình huống kiểm soát cánh dưới một cách rất triệt để dành cho bên phía của Genji. Lượng kinh nghiệm rõ ràng là CV sẽ bị mất đi rất nhiều ở trong cái tình huống bị cướp bãi cốc thứ hai vừa rồi của anh ta. Và thế trận của phần dưới vẫn sẽ tạo ra cái scape trong những tình huống cấu rỉa ở thời điểm tiếp theo dành cho FQ của Pay. Đường giữa thì với hai bùa Chovy đang cực kỳ tự tin trao đổi chiêu thức, và đó là bùa đỏ. Wow. Cái bùa đỏ dưới chân của Chovy là sát thương dứt điểm vị trí của Kalik trong tình huống vừa rồi. Solo kill dành cho đường giữa của Genji. 2-0 cho Chovy, cơ hội để có thể quay ngược trở lại khu vực cánh trên, để có thể ép lui được bộ đôi top rừng của phía NoSim Redford ra khỏi bãi sâu. Mặc dù trước đó thì bên phía của CV cũng đã có khoảng thời gian lớn để có thể ăn được cho mình đó hai con sâu hư không. Nhưng mà con sâu thứ ba thì họ bắt buộc phải buông bỏ, mặc dù cái lượng nộ hiện tại của Mihil là rất tốt, nhưng vì đường giữa của họ vừa bị solo kill, họ bắt buộc phải bỏ con sùng và rút lui mà thôi. Ở khu vực đứng dưới thì sao, thiên đỉnh kiếm thành công tới từ vị trí Lehen, và cung ánh sáng bắn vào cũng là cực kỳ chuẩn chỉ. Sau đó là một pha đầu tư phép bổ trợ cán lên, và cú giật chỏ làm choáng tốt tới từ Lehen giúp cho Pay là người có mà hạ gục. Thiêu đốt đẩy vào đến từ Alista của Google, và sát thương của nó là đủ với tình huống thiêu đốt.
Và đó là tình huống phòng vệ tốt dành cho hỗ trợ đến từ bên phía của đồng team Redford. Pha thi đấu đó là pha thi đấu mà chúng ta thấy được cái khả năng phối hợp đến từ Pay và Lehe là tốt như thế nào. Một người gây hùng khống chế, một người đẩy luôn cho mình đôi cung ánh sáng, kết hợp cùng với lại Wii Flash của Pay để có thể áp sát. Anh này thì có một chút cái lượng tầm nhìn đến từ con mắt còn sót lại và Pay đã xử lý thông tin đó một cách triệt để bằng việc cướp luôn cho mình đó bãi cốc của phía đối phương. Khó rồi, một thế trận mặc dù là còn rất sớm thôi nhưng mà cái lượng lợi thế hiện tại mà Genji có là quá lớn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tình huống tính toán sát thương tốt tới từ Chovy. Anh ta đầu tư một cú chiêu cuối và cùng với sát thương đốt đấy từ bờ đỏ thì đó là mạng thứ hai dành cho Tristana trong tay của Chovy rồi. Khu đứng dưới thì mặc dù Lehen vẫn phải nằm xuống nhưng đó là mạng tiếp theo rơi vào tay của Google, người đang có được hai mạng hạ gục của các thành viên Nongshim ở tại thời điểm này. Còn ngược trở lại, cái mạng mà Jihu nằm xuống lại là điểm hạ gục dành cho Pay. Như đã nói, khi mà xạ thủ Jihu chết thì cái chỉ số lính của anh ta sẽ bị mất đi rất đáng kể. Hãy nhìn về chênh lệch ở thời điểm hiện tại đã được tạo ra. Một con rồng nguyên tố cánh dưới của Nongshim Redford phải trả giá bằng rất là nhiều chỉ số farm của Mihiu khu vực đứng trên. Còn ngược trở lại cánh dưới thì liệu rằng áp lực đến từ bộ ba bên phía của Nongshim có đủ để băng trụ một Jack còn tương đối nhiều máu của Kin hay không? Đấy, Kin đang giật về một nhịp. Chờ Lehen xuống là anh ta bắt đầu có thể dẫn lên để đón nhận cái chỉ số pha của mình rồi. Còn khu vực đứng trên thì hiện tại Na của Mihiu vẫn đang chưa thể đón lính. Một pha lao vào bắt choáng chồng choáng là tốt đến hai thành viên phía của Genji nhưng có dịch chuyển tới từ Nongshim Redford. Brand trong tay của Sylvie vừa mất tốc biến vừa phải lên bảng nhưng Kin đã bị găm quá nhiều mũi giáo đến từ Kalista trong tay của Jihu và anh ta cũng bị giày vò lên bảng. Liệu rằng Lehen với một Leona hết nhận thực anh ta có chịu nổi hay không? Đây, hết nhận thực rồi và anh ta đang là mục tiêu bị tấn công combo và hút nghiền nát tốt, nhưng mà Lehen cũng có một pha thiên địch kiếm bỏ chạy thành công. Nổ đến từ Na khổng lồ của Mihiu đã đủ và đây sẽ là một pha trồng choáng để có mạng dành cho Nongshim. Và thêm vào nữa, họ sẽ có thêm cho mình đâu khoảng trống để có thể mang về trụ ở khu vực đường dưới. Trụ đầu tiên trên toàn bản đồ thuộc về dòng phía của Nongshim Redford với sức tấn công đến từ bộ ba của phía Nongshim. Pha thi đấu đó thì Lehen cảm giác hơi tham vọng. Họ có ý định 2 đánh 3 trong trụ nhưng với cú dịch chuyển vừa rồi đến từ Mihiu xuống khu vực đường dưới, thế 4 đánh 2 được diễn ra. Và với lợi thế về mặt nhân sự thì bên phía của Nongshim Redford thắng lợi ở cánh dưới quảng đồ, nhưng chắc chắn phải có những cái giá phải trả, đó chính là những khiên trụ ở khu vực đường trên và cả những khiên trụ khu vực đường giữa nữa. Nhưng rõ ràng là cái khoảng trống mà Chovy có khu vực đường giữa cũng là rất nhiều nha. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tình huống tổ chức tấn công đến từ bên phía của Genji. Họ là những người chủ động nhưng họ không ngờ rằng cú dịch chuyển với lượng nộ ấn tượng đến từ Na của Mihiu đã khiến cho bên phía của Genji phải bỏ đi hai mạng hạ gục. Nhưng khoảng trống trong khoảng thời gian vừa qua được các thành viên bên phía của Genji tận dụng tại khu cánh trên, họ vẫn có được trụ năm khiên trụ và quan trọng là khu vực đường giữa. Thì con Cocky của Kalik đang thực sự là khó chơi game. Tristana của Chovy bắt đầu giãn cách về mặt chỉ số farm và anh ta cũng có được rất nhiều khoảng trống để ăn khiên trụ khu vực giữa. Và khi mà kết thúc giai đoạn đi đường thì đội hình đến từ bên phía của Genji có thể chuyển dịch cái đối tượng tấn hỗ trợ của mình. Trong pha này thì Kim đã phải nằm xuống rồi. Một tình huống khai thác tốt đến từ con brand của CV khi mà anh ta có mặt cánh dưới để có thể phối hợp cùng với lại Mihiu để có thể tấn công vào Kim. Một tình huống tốc biến có phần hơi thừa đến từ Mihiu khi mà brand của CV đã có một pha choáng rất tốt, hack não thành công một tình huống cắm mắt nhảy vào nện đến từ Kin. Di chuyển lên cánh trên phòng vệ vào cái trụ một và chính bản thân của phía Nongshim Redford cũng không đủ áp lực để có thể bắt đầu khởi động con rồng. Rồng nguyên tố đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ bên phía của Genji, họ thậm chí là muốn nhiều hơn. Họ vừa di chuyển ăn rồng, họ vừa di chuyển tấn công của mình dưới trụ không chế cơ. Được. Quá nhiều đến từ bộ ba của phía Genji. Một pha vừa khai thác được rồng, vừa khai thác được mạng, vừa khai thác được trụ đến từ bên phía của Genji. Nongshim đã chủ động bỏ con rồng nguyên tố vừa rồi và họ kéo rất đông người lên khu vực cánh trên vừa để cướp rừng vừa để có trụ. Nhưng việc họ có được một trụ khu vực đứng trên và một vài bãi quái rừng dành cho Sylvie chắc chắn không thể nào so sánh với lợi thế cánh dưới mà Genji vừa có với một rồng nguyên tố và liên tục đó là hai cái trụ hai mà bên phía của Nongshim để mất. Và dần dần thì cách biệt về tiền đã được đẩy lên thêm 1.000 tiền nữa. Hồi nãy là khoảng chừng 2.000 tiền, bây giờ là 3.000 tiền cho bên phía của Genji. Họ vẫn đang có hai đường cánh hoạt động một cách hiệu quả. Và con rồng nguyên tố sắp tới đây sẽ là con rồng nguyên tố thứ tư của bàn đấu, cũng sẽ là rồng nguyên tố thứ ba nếu như Genji kiểm soát được cho họ. Và họ rõ ràng đang có những cái thế lính đẩy rất là tốt ở các đường để chuẩn bị cho con rồng nguyên tố này, đặc biệt là khu vực đường giữa. Là một khu vực đường mà không có trụ giữa lưng dành cho Jihu. Ariel của Pay thì cầm bùa đỏ, liên tục có những đòn cấu rỉa và bắt buộc bên phía của Nongshim sẽ phải suy nghĩ đến câu chuyện di chuyển ra khu vực hang rồng từ khu vực đường khác. Còn nếu đánh Aram khu vực đường giữa, họ có lẽ sẽ là những người không có được bất kỳ một lợi điểm nào cả. Cùng ánh sáng hai người đối với Pay sẽ là những cái nguồn sức mạnh đến từ Pay ở thời điểm hiện tại với một con Ezreal có khả năng cấu rỉa máu. Để coi đội hình combo combo sẽ được vận hành như thế nào đến từ bên phía Nongshim Redford. Những chiêu cuối bắt đầu được rải ra dành cho phía của Genji. Họ bắt đầu rỉa rít. Khả năng gây sát thương đến từ Chovy là cực kỳ lớn. Anh ta gần như là free shot. Một điểm hạ gục dành cho Chovy, quay ngược trở lại tấn công vào người của Na. Chuyển hướng đánh vào cánh trái, phối hợp cùng với lại người đồng đội của mình, chủ động tốc biến và có được cho mình một double kill dành cho Chovy. Tại dầm nhẹ tên lửa và tấn công tiếp vào Mihiu.
bắt buộc phải bỏ chạy. Và Mihiu không còn phép bổ trợ tốc biến, liệu rằng anh ta có về được hay không. Khả năng tiếp cận đến từ Chovy cùng với Kin là chưa đủ, những cánh còn lại thì sao? Một pha lách tốt tới từ Kalik, nhanh ta có một tình huống dính quy của Bay và lên bản đếm số. Phía bên kia cũng tương tự là như vậy, với những kỹ năng được hồi lại thì GenG đã có được một cú quét sạch ở ngay thời điểm phút thứ 24 của ván đấu. Với một cái đau chớp dành cho Sitana của Chovy thì cái tốc độ di chuyển của anh ta là cao hơn so với lại Mihiu, và Mihiu cũng nằm xuống. GenG chính thức có được cách biệt về tiền hơn 5.000 tiền tại thời điểm này, và họ đang tiếp tục áp lực lên khu vực cánh trên. Chovy đang về nhà để có thể bổ sung lượng trang bị, và đó là một pha thái dựa sàn có choáng. Alistar của Gua đang bị tấn công, có thì mình vẫy gọi để cứu Alistar, nhưng đây là cú dịch chuyển đến từ Chovy lên khu vực đứng trên để cứu Cannon. Cannon đang là mục tiêu bị tấn công, anh ta đã phải lên bản đếm số, như Chovy đã bắt đầu bắn được bọc thuốc súng nổ toàn bộ đỉnh đối phương, và double kill dành cho Chovy. Lehen tiếp tục bước lên để mở thiên đình kiếm của anh ta đã hồi, và mục tiêu tấn công được chọn cho tình huống này sẽ là Kalista hay là Koki mà thôi. Không, anh ta yếu, anh ta lên bảng. Kin đang quẩy và Kin có mạng của Kalista trong tình huống này. Kin tiếp tục nhảy vào nền, Chovy cũng nhảy lên để tấn công, và đó lại tiếp tục là quét sạch dành cho Genji. Quá tham vọng với cái tình huống giao tranh vừa rồi. Một cú dịch chuyển đến từ Mihiu, như anh ta chỉ là dạng na tí nị mà thôi, gần như là không áp lực. Anh ta phải bắt buộc rút lui cùng với lại những người đồng đội của mình. Thì cái cảnh mà họ rút lui là cái cảnh mà Chovy đánh chặn với ba món trang bị và có huyết kiếm nổ bọc thuốc súng trúng đa số các thành viên của phía Nông Sim Redford. Thắng lợi quét sạch trong một tình huống giao tranh, dứt điểm một cửa mega khu vực đường trên dành cho bên phía của Genji. Chovy bấm B về khu vực đường dưới, sau đó bổ sung huyết kiếm và món trang bị thứ ba và dịch chuyển trở lại khu vực đường trên. Còn rõ ràng với góc dịch chuyển vừa rồi của Chovy thì những thành viên tuyến đầu như là Lehen, như là Cannon, họ tự tin mở, vì họ biết rằng kể cả họ có nằm xuống đây chăng nữa thì Chovy cũng sẽ vét hết mà thôi. Cái bọc thuốc súng nổ 4 người đến từ Chovy, và đó là một cú quét sạch thứ hai dành cho Genji ở trong ván thi đấu này. Hai cú quét sạch liên tục. Cung ánh sáng vừa rồi của Bay cũng khá là chất lượng khi mà nó đi dọc đội hình của phía Nông Sim Redford, tạo ra cái nguồn sát thương đa mục tiêu. Và rõ ràng là với một tình huống quét sạch thì đội hình của phía Genji bây giờ rất khỏe rồi. Cannon di chuyển thẳng vào giữa năm thành viên của phía Nông Sim như chỗ không người, với cú tốc biến anh ta rút về cùng với lại người đồng đội của mình. Lehen thì đang bị làm choáng đổi ca rồi, Kinh quyết định la vào, anh ta bị đẩy làm choáng bởi dạng na khổng lồ, nhưng vẫn có nguồn sát thương đến từ Chovy và Pay. Kinh đã nằm. Kin đã nằm sau khi anh ta dùng cái đồng hồ cát của mình, cái giáp tên Seeker của mình thì phải. Và sau đó thì bên phía của Genji vẫn đang tự tin là họ có khả năng phục hồi đến từ hai con rồng nước. Họ đang quay trở lại khu vực hang Baron với khả năng phục hồi cực kỳ tốt tới từ cả những cái giáp máu Warmog nữa. Và chấp nhận câu chuyện là 4 đánh 5 ở tại khu vực hang Baron. Google đang phải là người đi đầu nhưng không có định mệnh vẫy gọi, không có bất khuất. Liệu rằng Alistar của anh ta có chịu nổi hay không đây? Một pha dấn lên đến bên phía của Nông Sim Redford, và pha tốc biến trường quy trượt đến từ Sylvie thì phải. Và anh ta vẫn đang có thể rút ra được Baron hất tung thành công một người, đó chính là vị trí của Mihiu. Mihiu bị bắn bởi Tristana của Chovy, và anh ta thực sự đang ở trạng thái máu rất yếu, có thể sẽ hóa na khổng lồ kịp. Phía bên này thì Pay đang có một pha xử lý cá nhân, và anh ta có thể bắn cung ánh sáng dứt điểm được hay không. Anh ta bắn cung ánh sáng trượt, nhưng rõ ràng ngưỡng máu hiện tại của Sylvie là quá thấp, và solo 1-1 không có cửa nào dành cho Sylvie cả, mà hạ gục solo kill dành cho xạ thủ Genji. Cùng với đó sẽ là Baron được xử lý bởi bộ đôi Cannon cùng với Chovy. Cannon vẫn đang giữ máu được Baron ở trong tình huống vừa rồi, và Chovy vẫn sẽ có cái nguồn sát thương để có thể tiêu diệt được một cái bùa lợi khá là quan trọng. Kin quay ngược trở lại chiến trường, muốn dịch chuyển vào những cái đợt lính ở khu vực trên để có thể tấn công vào những cái trụ nhà chính. Có sự hỗ trợ đến từ Chovy, Lehen thì đang cản bước được Kalid, và thậm chí là câu kéo được ba thành viên của phía Nông Sim Redford. Chovy thì phải nhà mà thôi. Đánh được cái cảnh này thì Pay cũng có sát thương. Phía bên kia Kalid đang chạy với 100 máu, ta cố gắng quay ngược trở lại kéo theo được Lehen, nhưng một tình huống chủ động tốc biến để né khỏi tình huống làm choáng của Kin, nhưng sau đó thì hỗ trợ của anh ta đã bị tiêu diệt. Nhưng điều quan trọng là ai là người đếp nhà? Một mình Mihiu là không đủ, cứ mình sang cùng Pay để có thể tiễn cho Kalis lên bảng điểm số, và chiến thắng ở trong bảng thi đấu này thuộc về Genji. Triple kill dành cho Pay, và Cannon Chovy quyết định là ngừng đánh nhà, chuyển sang đánh vào người của Sylvie, thì Sylvie lại tiếp tục lên bảng điểm số, mang quét sạch dành cho bên phía của Genji để có được chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên sau 27 phút. Một chiến thắng vô cùng hủy diệt và áp đảo tới từ Genji. Không có bất kỳ một cái bất ngờ nào ở trong cái ván thi đấu đầu tiên cả. Sức mạnh hủy diệt của phía Genji vẫn đang được triển khai ở trong cái ván thi đấu đầu tiên với đối thủ của họ là Nông Sim Redford. Và đây thật sự là một cái sức mạnh không thể nào coi thường được đến từ bên phía của Genji.